Chắc hẳn ai khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da đều mong chúng sẽ phát huy được hết hiệu quả, đem lại kết quả cải thiện làn da tốt nhất. Việc sản phẩm có phát huy hết hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là thời điểm sử dụng sản phẩm. Như vậy, đối với serum Balance Vitamin C, việc sử dụng khi nào có thực sự tạo ra sự khác biệt? Và chúng ta nên sử dụng serum Balance Vitamin C buổi sáng hay tối để đảm bảo kết quả tốt nhất? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu kỹ trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Đã quá quen thuộc với team yêu skincare, serum Balance Vitamin C luôn là lựa chọn hàng đầu nếu bạn có nhu cầu dưỡng da hết thâm mụn, sáng khỏe. Bổ sung vitamin C vào chu trình dưỡng da là một thói quen tốt giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, từ trong ra ngoài. Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng serum Balance Vitamin C vào ban ngày, nó có thể hoạt động để bảo vệ da chống lại các yếu tố có hại như ô nhiễm, các gốc tự do, tia UV và các yếu tố khác có thể khiến da trông xỉn màu và thiếu sức sống. Nếu bạn đang sử dụng serum Balance Vitamin C vào ban ngày, bạn bắt buộc phải kết hợp với kem chống nắng có chỉ số chống nắng tối thiểu là SPF 30 để giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Mặt khác, sử dụng serum Balance Vitamin C vào buổi tối không phải là một ý kiến không đúng, vì bởi khi bạn đang ngủ, làn da sẽ trải qua quá trình phục hồi tự nhiên. Lúc này, các tế bào da sẽ tăng cường sản sinh collagen, sửa chữa các tổn thương như nếp nhăn hay các đốm nâu do tiếp xúc với tia cực tím. Chính vì vậy, dùng serum Balance Vitamin C vào buổi tối sẽ giúp làn da được phục hồi sau những thương tổn, giúp da khỏe mạnh hơn. Nói tóm lại, serum Balance Vitamin C dùng được cho cả buổi tối và buổi sáng luôn nhé. Serum Balance Vitamin C hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Balance Vitamin C hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.